Ô, ai kia hả? Ơ, cũng ai kia à? Ờ, sợ, đồng bọn đấy, được. Nhưng mà xe của mày sẽ đột biến hay sao ấy, sao nó khác cho tao đây? Cái gì mà đột biến này nhá, xe của tao là xe limited hàng đầu tiên nhá. Không phải cái loại xe này là cái xe bản nháp lại thôi. Bản nháp là nháp thế nào? Đây, cho mày biết nhá. Đầu tiên về cái khung nhá, khung nhôm bản dẹt to như này cơ mà. Này, anh biết xe mày nhá. Này, đừng nói thế nhá. Đây nhá, đây là khung gì biết chưa? Khung nhôm, có mối hàn bản tròn. Nhìn nó gọn gàng nhẹ nhàng lại còn đơn giản như này, đứa làm thì thích. Ôi giời ơi, chưa chắc là giòn đâu. Ở đây nhá, nhìn cái lớp sơn này. Anh nhìn có khi còn soi gương được cái như bóng loang cái này mà. Này 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 nhá, đây lớp sơn tĩnh điện này đẹp, ta đàn ông đàn an lại còn phải đặt lớp bóng hỏa của bê bê à. Ôi giời ơi, thế giờ tao nói mày nghe nhá, đố xem mày có được cái bản vi đông 31.8 này. Thì mày nghĩ cái xe tạo là 31.8 à? Đúng rồi, có vậy à? Ừ. Thế còn bộ truyền đồng sao? Này, đùi đĩa 46T, xích hạt động thần lip 17T, đúng không? Thì mày nghĩ cái xe tạo cũng thế à? Cũng như thế luôn, 46T xích hạt động y chang, không khác một cái gì. Ô lại nhảy từ cùng cha khác ông nội. Cùng cha khác ông nội. Biết vì sao? Xe mày là xe bản nháp, còn xe tao là xe bản đời đầu tiên, là ông cố lợi của xe này luôn ấy, thì dĩ nhiên là nó phải ngon hơn rồi. Nói thế không nói được, cái xe mày bao nhiêu? Sai, hơn 2 củ mà được sở hữu luôn cái con xe này. Sở biết các thứ đen đỏ các thứ ngon này, xe này bao nhiêu? Ui giời, 2 củ đưa về nhà cất đi nha. Đây xe này lớn hơn 3 củ nhá, ăn đứt xe kia. Hơn 3 củ á? Nhiều người không thích 3 củ đâu, 2 củ là ngon rồi thôi nhá. Xe tao ngon hơn. Thank you.